chứ quả thật mình thắt ra một xíu thôi, nhưng mà khi thì em thương em đang kể mình đang đi này, quả thật khi đặt chân đến tinh, quả thật là mình anh nói với anh Tuấn Anh. Cảm giác của hai bạn khi đứng trên chiếc cầu này như thế nào? Đung đưa như trên mây vậy đó, như đứng ở trên không, không có ai cũng trâu mà nó rung rinh rình rình. Mà có nhiều việc mà khi trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần đung đưa mà thôi, chúng ta mang việc lên trên cầu để chúng ta không cần phải mất sức. Như là cảnh sắc núi rừng bao la thiên nhiên hùng vĩ, như là những đồi cà phê bạt ngàn, hay là không khí trong lành và tươi mát, hay là hay lá quá. Các bị rối rồi đó.